Xin chào mọi người. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Tâm sự chị Tâm tình của em. Bên cạnh đấy em cũng nói luôn là kênh Tâm sự chị Tâm tình có một cái địa chỉ hòm thư email để có thể là những ai mà có những tâm sự gì thì có thể gửi email riêng cho em. Tâm tình Nguyễn a@gmail.com có thể gửi riêng cho em để em sẽ trả lời và sẽ đưa ra những cái tâm sự, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm để làm sao cuộc sống chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt đẹp hơn. Bên cạnh đấy thì có em cũng chia sẻ rất là nhiều câu chuyện, thì có những số người, một số người thì hỏi là thế đấy là chồng bạn à, hay là đấy là gia đình bạn à, thế tại sao dạo này lại như thế? Nhưng thực ra đây là em chia sẻ những câu chuyện của rất là nhiều những người, câu chuyện thật, câu chuyện thực tế để chúng ta có thể rút kinh nghiệm, chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của rất nhiều cặp vợ chồng, chứ không phải là câu chuyện của gia đình em mọi người nhé, không phải câu chuyện của chính em, không phải câu chuyện của chính em đâu, mà đây là những câu chuyện thật. Có những người đã như kiểu là họ đang bế tắc ấy, muốn đưa cái câu chuyện của mình lên để hỏi ý kiến khán giả và xem mọi người đưa ra lời khuyên như thế nào. Thì cũng cảm ơn quý vị khán giả trong thời gian vừa qua đã rất là yêu quý và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Tâm sự chị Tâm tình. Và đây cũng là một cái kênh để chúng ta biết được nhiều những hoàn cảnh của rất là nhiều gia đình, và bên cạnh đấy chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học để có thể là cho cái cuộc sống mình, rút kinh nghiệm cho cái cuộc sống mình, cuộc hôn nhân của mình, gia đình mình tốt đẹp hơn, rồi cách dạy con cái có kỹ năng sống làm sao hay hơn, để hoàn thiện được những cái còn thiếu sót của mình trong cuộc sống. Thì câu chuyện thì có thể là ở chỗ này, ở chỗ kia, những câu chuyện thực tế mọi người đã đưa ra câu hỏi hỏi em, hoặc là có những câu chuyện em đã đọc được của những cặp vợ chồng họ chia sẻ, chứ không phải đây là câu chuyện của em. Câu chuyện của em thì không có gì, nói chung là gia đình em là một gia đình vui vẻ hạnh phúc, không có gì cho đến giờ phút này. Chồng vẫn tốt, con vẫn tốt, cả gia đình mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc. Nói chung là không có vấn đề gì so với nói về cái gia đình của em cả. Thì cũng cố gắng là để làm sao bản thân em cũng đọc nhiều, cũng chia sẻ nhiều để làm sao để cái gia đình của mình cũng biết cách giữ gìn, bảo vệ, để cho gia đình sẽ cứ mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy thôi. Chứ không phải là tất cả những câu chuyện ở trên này thì là câu chuyện của em. Thì có những người bạn của em lâu năm rồi không gặp thì lại bảo là ô đây là chuyện của mày à. Rồi có những người thì bảo ô đây không phải câu chuyện của mày thì mày bịa à. Nhưng thực sự ra là em không bịa. Đây là những câu chuyện thật của những cặp vợ chồng khác. Và em đứng ra em chia sẻ, nhưng đôi khi có những cái là em có những cái ý kiến của mình vào trong những câu chuyện. Đôi khi mình cảm thấy những câu chuyện làm cho mình nó bị cuốn hút ấy, và nó hơi bức xúc. Thực sự là nó hơi bức xúc vào trong câu chuyện đấy, và mình cảm thấy rằng là ồ nếu là tôi thì tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, và anh ấy sẽ không được như thế này, như thế khác. Thì cũng đấy chỉ là cái ý kiến của chính mình thôi. Và bên cạnh đấy thì em cũng nói là nếu như mà xem xong câu chuyện ai mà có ý kiến gì hãy để dưới bình luận cho em, và chúng ta cùng đọc những bình luận đấy và chúng ta cùng rút ra những cái kinh nghiệm thật là tốt đẹp trong cuộc sống, để chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi, chứ không hẳn là đấy là câu chuyện của em đâu. Câu chuyện hoàn toàn không phải là của cá nhân Tâm tình, không phải câu chuyện của gia đình Tâm tình nha mọi người nhé. Mọi người đừng có hiểu lầm, em chỉ muốn chia sẻ thôi. Em chỉ muốn chia sẻ rất là nhiều câu chuyện trong cuộc sống như vậy. Thực sự ra là đúng là trong cuộc sống, trong xã hội nó có rất là nhiều những câu chuyện phải nói rằng nó vô cùng oai oăm. Có những cái mình đọc xong mình cảm thấy nó vô lý, thế nhưng mà thực tế rằng là nó vô lý nhưng nó lại có thật. Đó, nhiều cái mình đọc xong mình bảo làm gì có chuyện đấy, nhưng mà vẫn có chuyện đấy. Đó, nhiều cái không tưởng mọi người ạ. Thì thôi, em cũng cố gắng để nghiên cứu, học tập và để chia sẻ thêm được nhiều những câu chuyện hay hơn nữa, gửi tới quý vị khán giả.
Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Sự Chị Tâm Tình. Sẽ có nhiều những cái câu chuyện hay hơn nữa để chia sẻ đến quý vị khán giả. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả.